Cuộc đời và sự nghiệp nữ nghệ sĩ Kim Thoa. Thưa quý thính giả, chúng ta được biết các nghệ sĩ như là Thanh Tòng, Thanh Nga, Kim Cương, Bạch Lê, Thanh Bạch, Bạch Mai, Kim Cúc, Kim Thanh, Kim Thoa, v.v. đều xuất thân từ những gia đình có thế hệ nghệ sĩ tài danh hoặc là từ những gia đình làm bầu gánh hát. Các nghệ sĩ con nhà nòi đó tiếp tục sự nghiệp sân khấu nhờ vào truyền thống của gia đình hoặc là nhờ vào hoàn cảnh thuận tiện của gia đình tạo cho. Hôm nay xin giới thiệu một nữ nghệ sĩ tài danh quê ở Biên Hòa, xuất thân từ một gia đình lâu đời làm bầu gánh hát cải lương. Đó là nghệ sĩ Kim Thoa, ái nữ của bà bầu Mười Cơ, đoàn hát cải lương Tinh Hoa. Nữ nghệ sĩ Kim Thoa tên thật là Trần Thị Kim Thoa, sinh năm 1968 tại Bình Trước, Biên Hòa. Thân phụ của cô là ông Trần Nhật Quang, tức là soạn giả Vũ Minh Quang, còn được gọi nghệ danh là Mười Quang. Mẹ của cô là bà Đỗ Thị Cơ, tức là Mười Cơ, bà bầu gánh hát Tinh Hoa, nổi tiếng trên 30 năm trong giới sân khấu cải lương. Bà Mười Cơ được kể là một trong bốn bà bầu gánh tài giỏi nhất miền Nam. Đó là nhất thơ, nhì trưởng, tam cơ, tứ yến. Nói cho rõ, nhất là bà bầu thơ đoàn Thanh Minh Thanh Nga, nhì là bà bầu kim trưởng, đoàn hát kim trưởng, ba là bà bầu Mười Cơ, đoàn hát Tinh Hoa, bốn là bà bầu tứ yến, đoàn hát Trùng Dương. Từ nhỏ thì Kim Thoa đã sống theo cha mẹ ở đoàn hát Tinh Hoa, nên thường đêm thì em ngồi bên cánh gà xem hát, lâu ngày nhiễm cách ca cách hát của các nghệ sĩ trên sân khấu. Nhạc sĩ trong đoàn cũng trực tiếp dạy cho Kim Thoa ca các bài bản sân khấu. Đoàn hát Tinh Hoa lưu diễn thường xuyên ở các tỉnh cao nguyên, miền Trung. Đến tháng 4 năm 1975 thì đoàn kẹt ở Pleiku và tan rã tại đó. Bà bầu Mười Cơ và các nghệ sĩ bỏ gánh tìm lánh nạn về quê Biên Hòa. Kim Thoa học văn hóa ở trường Nguyễn Du, tỉnh Biên Hòa. Về Đồng Nai, Biên Hòa, bà Mười Cơ lập gánh hát Tinh Hoa, lưu diễn các tỉnh miền Đông và các tỉnh ở Hậu Giang. Năm 1983, đoàn Tinh Hoa diễn ở Sa Đéc. Nhân dịp nghỉ hè thì Kim Thoa theo đoàn hát chơi. Lúc này thì đoàn Tinh Hoa có các diễn viên như là Vương Chí Dũng, Liên Chi, Nhật Quỳnh, Hồng Nhung, Phượng Mai, Lê Sệ, Phượng Hằng, Minh Tiến, Minh Hoàng, Minh Hùng, Giang Tự, Hề Dừa. Hàng đêm, Kim Thoa xem hát, cô rất là mê sân khấu nên thuộc lào các vai tuồng. Nhân dịp nghệ sĩ Hồng Nhung lâm bệnh không hát được, Kim Thoa xin mẹ cho cô thế vai Hồng Nhung trong tuồng Ngai Vàng và Nữ Tướng. Bà bầu Mười Cơ chấp thuận, giao cho nghệ sĩ Minh Tiến tập cho Phượng Hằng hát hai màn đầu và Kim Thoa hát hai màn sau, cùng một vai Dương Ngọc trong tuồng Ngai Vàng và Nữ Tướng. Đêm hát đó rất là thành công. Mỗi lần Kim Thoa ca vọng cổ thì đều được khán giả vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Sau đó soạn giả Vũ Minh Quang, tức là ba Kim Thoa, đến đoàn hát. Ông xem Kim Thoa hát, thấy Kim Thoa có khả năng triển vọng trong nghề hát. Ông mới đồng ý cho Kim Thoa nghỉ học văn hóa để đeo đuổi theo nghề hát. Nữ nghệ sĩ Hồng Nhung lâm bệnh nặng, phải về Sài Gòn chữa trị lâu ngày, nên các vai tuồng của Hồng Nhung được chia cho Phượng Hằng và Kim Thoa hát thế. Suốt một thời gian 2 năm, Kim Thoa được khán giả miền Trung khen ngợi qua những vở tuồng như là Ngai Vàng Nữ Tướng, Chén Thuốc Ân Tình, Hoàng Hậu Ba Tư, Đêm Lạnh Chùa Hoang, Tâm Sự Loài Chim Biển, Tô Ánh Nguyệt, Nắng Sớm Mưa Chiều, Tâm Sự Ngọc Hân, Tình Hận Thâm Cung. Năm 1987 thì nữ nghệ sĩ Kim Thoa bị bệnh, phải trở về Biên Hòa điều dưỡng. Chỉ vài tháng sau thì đoàn hát Hải Đăng Vũng Tàu thiếu diễn viên, yêu cầu Kim Thoa hát tăng cường giúp đoàn. Kim Thoa cũng muốn thử sức nghề nghiệp của mình ở một đoàn hát khác, nên cô hát giúp cho đoàn Hải Đăng Vũng Tàu trong 3 tháng. Cùng đứng chung sân khấu với nghệ sĩ Vương Cảnh Phụng, Chiêu Tuấn, Hạnh Dung, Kiều Oanh, Ngọc Tuyết, Thanh Phương, Quang Minh, Dũng Linh, Hề Tùng Quang, Kim Thoa đã hát các vai là Phà Ca trong tuồng Sơn Nữ Phà Ca, vai Lan Trinh
tuồng Nước mắt chàng gù, vai Thúy Oanh tuồng Dòng sông ly hận, vai Lượm tuồng Sông dài. Sau đó thì Kim Thoa trở về hát cho đoàn hát Tinh Hoa. Đến năm 1989, đoàn hát Tinh Hoa bị giải thể khi hát ở quận Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Năm 1990 thì Kim Thoa về nhà ở Biên Hòa, mở quán cà phê. Cô dự định không đi hát nữa, mặc dầu cô còn yêu nghề và còn sức khỏe. Đến năm 1992 thì Phó đoàn Cải lương Sài Gòn 3 và soạn giả Đức Hiền tìm đến nhà mời Kim Thoa về hát chánh cho đoàn hát Cải lương Sài Gòn 3. Lúc đó thì Kim Thoa 24 tuổi, nhưng đã được chui rèn trên sân khấu 10 năm, nên Kim Thoa không dễ gì quên ánh đèn sân khấu. Cô nhận lời mời đi hát cho đoàn Sài Gòn 3, có Ngân Tâm, Trang Mỹ Khanh, Phương Thảo, Châu Tâm, Giang Châu, Điền Tử Lan, Lệ Thu, Lan Chi, Dũng Thanh, Ngân Dũng, Hề Giang Tâm, Hề Tí Nị. Kim Thoa ký hợp đồng hát 6 tháng với đoàn Sài Gòn 3. Cô đã hát qua các tuồng Ai là chú rể, Lỡ một cuộc đời, Khi người điên trở lại. Cô đã hát ở nội thành, vùng quen ở Vũng Tàu, Phước Hải, Long Điền, Long Đất. Và Kim Thoa rời đoàn Sài Gòn 3 khi mãn hợp đồng. Đến năm 1993 thì đoàn Cải lương tuồng cổ mời Kim Thoa cộng tác. Dịp này thì Kim Thoa được nghệ sĩ Thanh Tầm giúp rèn luyện thêm về nghệ thuật hát tuồng cổ và nghệ thuật hát hồ quảng. Kim Thoa hát với các nghệ sĩ như là Kim Tử Long, Khánh Tuấn, Bảo Ngọc, Bửu Truyện, Thanh Thế, Ngọc Đán, Bửu Ấn, Bửu Khánh, Minh Tấn, Minh Hùng, Thanh Kim Mai, Hồng Lan, Tuấn Hùng, Tuấn Châu và Hề Vũ Quang. Nữ nghệ sĩ Kim Thoa hát thay cho nữ nghệ sĩ Ngọc Quyền đã rời đoàn. Vai Trương Thế Anh tuồng Văn Võ Kỳ Duyên, vai Trung Vô Diệm tuồng Trung Vô Diệm. Thời gian hát cho đoàn Minh Tơ, Kim Thoa đã hát các tuồng là Tang Đại Giả Gái, Song Nữ Loạn Viên Môn, Hoàng Hậu Hồ Ly Tinh, Ngọc Sáng Vườn Triều, Mùa Xuân Sen Trắng Nở. Nữ nghệ sĩ Kim Thoa được giải diễn viên Trần Hữu Trang năm 1993 được ưa thích nhất. Khi lãnh giải thì Kim Thoa đã hát vai Tô Ánh Nguyệt. Bà Mười Cơ lúc ấy đã già yếu. Bà từ Biên Hòa xuống Sài Gòn xem con hát. Bà rất là xúc động trước thành công của Kim Thoa. Kim Thoa hát các tuồng mặc y phục cổ trang rất là đẹp. Nghệ thuật ca hát vũ đạo có căn bản. Cô hát những tuồng cải lương xã hội cũng rất hay. Có lần cô vào vai một cô gái bị nhiễm sida trong tuồng Chuyện Một Ngôi Mộ. Trên sân khấu, cô nhập vai đã khóc cho cái số phận dại dột của người con gái nhẹ dạ, nông nổi, ham tiền và phải trả cái giá rất là đắt là hủy hoại chính mạng sống của mình. Kim Thoa hát rất là chân thật, giọng ca sâu lắng, làm cho biết bao nhiêu khán giả xúc động, khóc theo nhân vật tuồng. Vai diễn của Kim Thoa chuyên chở lời cảnh tỉnh lối sống buông thả phù phiếm. Nghệ thuật ca diễn của Kim Thoa đã khắc họa hình tượng nhân vật đó và được đánh giá là một vai hát để đời của cô. Ông Mười Quang, thân phụ của cô, mất năm 1995. Bà Mười Cơ, mẹ của cô thì mất vào ngày 7 tháng 7 năm 2003, nhằm ngày 8 tháng 6 Quý Mùi, hưởng thọ được 78 tuổi, an táng nơi nghĩa trang nghệ sĩ Gò Vấp. Về gia đình thì Kim Thoa có một em trai tên là Trần Minh Trung, hai người chị tên là Thu Vân và Thu Trang. Thu Trang cũng là nghệ sĩ cải lương, từng hát các đoàn Tinh Hoa, Vũng Tàu, Trùng Dương và Sài Gòn 3. Tình hình cải lương ngày một xuống dốc, Kim Thoa cũng như các bạn nghệ sĩ khác. Khi có dịp hát thì cô không bỏ lỡ cơ hội được sống dưới ánh đèn sân khấu. Mặc dù tiền lương không đủ chu cấp cho cuộc sống gia đình như xưa, Kim Thoa đã tiếp tục nghiệp làm bầu gánh hát của mẹ. Kim Thoa đã đứng ra tổ chức hát trọn tuồng cải lương tại Rạp Hát Hưng Đạo, mỗi tuần một suất hát vào tối thứ năm. Kim Thoa cho biết những suất đầu tiên lỗ vốn rất là nhiều. May nhờ có gia đình, các mạnh thường quân và các bạn nghệ sĩ thông cảm tiếp sức. Kim Thoa sẽ làm cho sân khấu sáng đèn như kế hoạch dự liệu để vực dậy sân khấu cải lương và nói tiếp nghiệp làm bầu của mẹ. Và sau đó thì nghệ sĩ Kim Thoa và nghệ sĩ Tiểu Linh, tức là hai vợ chồng,
cũng mở quán nhậu khá cổ, nhưng cuối cùng cũng không thành công. Nguồn bài viết của soạn giả Nguyễn Phương. Kính thưa quý thính giả, thì trong video hôm nay về chủ kênh nói thêm, chủ kênh cũng có thấy rất là nhiều bình luận của khán giả phản ánh và góp ý về câu chuyện là sử dụng cái từ em đối với một số nghệ sĩ xưa. Thí dụ như là cái video của Lê Vũ Cầu và cái video của nhạc sĩ Văn Vĩ thì chủ kênh gọi là anh, còn Lê Vũ Cầu thì gọi là em. Thì khán giả cũng bắt lỗi việc đó. Nhưng hôm nay chủ kênh cũng làm rõ, tại vì bài viết đó là của soạn giả Nguyễn Phương, thì soạn giả Nguyễn Phương thì lớn tuổi hơn Lê Vũ Cầu. Nên khi soạn giả Nguyễn Phương kể lại câu chuyện của Lê Vũ Cầu, Lê Vũ Cầu lúc mà còn nhỏ, lúc mười mấy tuổi thì sử dụng cái từ em, nghe nó ngọt ngào và truyền cảm và nó dễ mến hơn. Thì chủ kênh cũng đọc lại cái văn của soạn giả Nguyễn Phương, mình không có tự ý sửa được. Cho nên là khán giả cũng thông cảm về cái cách xưng hô. Nếu như cái bài mà của chủ kênh thì chủ kênh sẽ viết khác. Rồi cũng có khán giả bắt lỗi là nhạc sĩ Văn Vĩ gần 100 tuổi rồi, chủ kênh bao nhiêu tuổi mà gọi bằng anh. Thì ông soạn giả Nguyễn Phương ông gọi bằng anh thì mình đọc là bằng anh, chứ mình đọc bằng cái gì bây giờ. Hy vọng khán giả cũng phải thông cảm và thấu hiểu giùm. Chủ kênh xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.